Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với em Minh điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Vì Man United, nhà cái Lê đồng ý kích hoạt bao bom tấn. Cầu thủ Man United sốc vì cổ động viên tràn vào sân tập. Ole Gunnar Solskjaer đã sai lầm thế nào khi sử dụng Bruno Fernandes? Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Vì Man United, nhà cái Lê đồng ý kích hoạt bao bom tấn. Ole Gunnar Solskjaer dĩ nhiên muốn có được sự ủng hộ từ giới thượng tầng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nếu chủ sở hữu của Man United, John Glazer ở lại câu lạc bộ và thực hiện lời hứa của mình về việc giúp Quỷ Đỏ trở lại nơi mà họ thuộc về, thì mọi thứ có thể sẽ bắt đầu vào ngay mùa hè này. Man United cần củng cố lực lượng ở cả ba tuyến, tiền đạo, tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ hiện là những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ Đỏ. Và các chủ sở hữu của câu lạc bộ có thể cho thấy sự ủng hộ của mình với Ole Gunnar Solskjaer bằng cách đưa cả ba cầu thủ ở ba tuyến về Old Trafford ngày hè này. Man United đã trả quá nhiều tiền cho Marouane Fellaini vào năm 2013, chỉ sau khi sự tức giận của người hâm mộ Quỷ Đỏ đang có nguy cơ bùng phát. Nhà Glazer đã ủng hộ Luis Van Gaal và Jose Mourinho bằng những bản hợp đồng lớn như Angel Di Maria và Paul Pogba. Nhưng kể từ khi chi ra 80 triệu bảng Anh để đưa Harry Maguire vào năm 2019, họ đã im hơi lặng tiếng. Về lãnh đạo Man United đã không ủng hộ Solskjaer vào mùa hè trước. Những cái tên như Jadon Sancho, Jack Grealish và Jude Bellingham đều vượt qua tầm kiểm soát của họ. Giờ đây, nhà Glazer có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bơm tiền để Solskjaer củng cố lực lượng. Họ nợ Man United, họ nợ người hâm mộ, họ nợ di sản của câu lạc bộ, họ nợ chính mình. Thất bại của European Super League đã và đang gây tổn hại đến Man United. Những người ủng hộ rất tức giận và mất niềm tin vào nhà Glazer. Và mùa hè này là lúc để họ hàn gắn lại mọi chuyện. Ronaldo không về Old Trafford. Báo chí Anh trong những ngày qua liên tục đưa tin Cristiano Ronaldo chấp nhận giảm lương để về chơi cho MU ở mùa giải tới. Tuy nhiên, mới đây tờ Toto Sport lại đưa tin ngược lại. Theo đó, Ronaldo đang cân nhắc khả năng chuyển tới PSG thi đấu. Đội chủ sân công viên các hoàng tử sẽ để Moise Kean quay trở lại Everton khi hết hợp đồng mượn và đẩy Icardi đi do không phù hợp với lối chơi. Điều này đồng nghĩa hàng công của PSG rất thiếu nhân sự. Sự bổ sung Ronaldo sẽ mang lại cho họ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và thu hút thêm người hâm mộ. Sao Bundesliga có thể thay thế Cavani tại MU? Tại Daily Mail loan báo, Alexandre Blay của câu lạc bộ Gladbach nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của MU vào hè này. Blay gia nhập Gladbach từ năm 2018, ghi 36 bàn cùng 20 pha kiến tạo sau 104 lần ra sân cho câu lạc bộ Đức. Tiền đạo 28 tuổi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng, nhưng có thông tin Gladbach chuẩn bị bán anh với giá chỉ 15 triệu bảng ở chuyển nhượng hè 2021. Lee Grant cảm thấy bị MU phản bội. MU tiếp tục đối mặt với một vấn đề khác liên quan tới nhân sự ở vị trí thủ môn. The Daily Mail cho biết, thủ thành Lee Grant đang rất bức xúc với cách hành xử của MU. Anh cảm thấy bị MU phản bội khi họ không giữ lời hứa về việc sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng. Điều này đồng nghĩa Grant sẽ phải rời Old Trafford vào cuối tháng 6 tới. Lee Grant gia nhập MU năm 2018 với giá 1,5 triệu bảng từ Stoke City. Thủ thành 38 tuổi chỉ mới đúng có 2 trận ra sân cho MU kể từ đó tới nay. Tuy nhiên, Lee Grant là một thủ thành giàu kinh nghiệm đã hỗ trợ không ít cho đội hình của huấn luyện viên Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer sai lầm thế nào với Bruno Fernandes? Không ngạc nhiên khi Bruno Fernandes tiếp tục tăng hình trong trận hòa không đều của MU trước Leeds. Muốn tiền vệ người Bồ Đào Nha không ngừng tỏa sáng, Solskjaer rõ ràng cần dùng anh hợp lý hơn. Ai cũng biết, Bruno Fernandes sa sút thời gian gần đây vì anh quá tải. Chuyện không mới nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự vì tiền vệ Bồ Đào Nha không khác gì hàn tử biểu của MU. Khi Bruno Fernandes thăng hoa, MU thường đạt kết quả tích cực. Ngược lại, khi Bruno Fernandes nhạt nhòa, MU cũng nhạt nhòa theo. Tính tới sau trận gặp Leeds, Bruno Fernandes đã chơi tổng cộng 4.585 phút ở các mặt trận và cấp độ mùa này. Con số cho thấy anh cày ải khủng khiếp ra sao. Ole đương nhiên không có lỗi trong việc Bruno Fernandes mất 609 phút ra sân cho tuyển thủ Bồ Đào Nha, nhưng không thể nói huấn luyện viên MU vô can trong chuyện Bruno Fernandes ra sân đến 2.832 phút ở giải ngoại hạng và 885 phút ở cúp châu Âu cho MU. Tính ra Bruno Fernandes đã chơi gần 4.000 phút cho MU kể từ đầu mùa và con số này chắc chắn còn tăng lên. Nếu tình trạng này tiếp diễn kéo dài, MU rất khó chinh phục danh hiệu, còn Bruno Fernandes cũng khó có thể duy trì được hiệu quả thi đấu cao vì kiệt quệ thể lực. Điều đáng bàn là Ole có xu hướng sợ cho Bruno Fernandes nghỉ dưỡng sức trong trận đấu vì không thực sự cần thiết khi MU đã chắc thắng.
Nếu cần dẫn chứng, thì việc Ole Gunnar Solskjaer đá chính trong các trận lượt về ở Europa League gặp Sociedad và Granada, hay việc Ole tung anh vào sân trong 12 phút cuối trận gặp Luton ở Cúp Liên đoàn là minh chứng tiêu biểu. Mệt mỏi tích tụ do phải thi đấu quá nhiều suốt từ đầu mùa đã và đang khiến Bruno Fernandes cạn kiệt năng lượng, dẫn tới việc anh chơi kém hiệu quả thời gian gần đây và hoàn toàn có thể tiếp tục chơi mờ nhạt trong hai trận bán kết Europa League với Roma hay với Arsenal hoặc Villarreal ở chung kết Europa League nếu MU có mặt ở đó. Tại sao Ole có xu hướng sử dụng Bruno Fernandes nhiều quá mức cần thiết như vậy? Lý do có thể vì Bruno Fernandes đã tạo nên hai hình ảnh MU gần như khác biệt nhau hoàn toàn. Trước khi tiền vệ Bồ Đào Nha cập bến Old Trafford, quy đỏ lên bóng bế tắc, vô cùng kém hiệu quả. Sau khi có Bruno Fernandes, MU chơi sáng tạo và hiệu quả hơn hẳn. 24 bàn thắng và 18 kiến tạo, Bruno Fernandes đóng góp cho MU chỉ trong quãng thời gian vẫn còn khá ngắn ngủi anh chơi ở Premier League tới lúc này cho thấy anh quan trọng thế nào và hiệu quả thi đấu ấn tượng ra sao. Nhưng cũng chính vì MU không Bruno Fernandes và MU có Bruno Fernandes đã quá khác biệt nên Ole dường như sợ để tiền vệ người Bồ Đào Nha dưỡng sức. Huấn luyện viên người Na Uy thừa nhận MU là đội bóng của những khoảnh khắc và những khoảnh khắc ấy hầu hết đều do Bruno Fernandes tạo ra. Trong những lần hiếm hoi Ole không có được sự phục vụ của Bruno Fernandes thì MU thường gặp vấn đề. Điển hình như việc họ bị Leicester City loại ở cúp FA. Thế nên Ole sợ và tâm lý ấy khiến ông đánh mất cả sự tỉnh táo cần thiết trong việc dùng Bruno Fernandes sao cho hợp lý nhất có thể. Thế nên, bất kể đối thủ mạnh hay yếu, bất kể tính chất trận đấu quan trọng hay không, Ole luôn muốn sử dụng Bruno Fernandes. Và chúng ta đã thấy vấn đề nảy sinh. 14 trận gần nhất ra sân cho MU, Bruno Fernandes chỉ ghi được 2 bàn và đều từ chấm 11m. Nếu Ole không tỉnh táo, sử dụng Bruno Fernandes hợp lý hơn, MU còn gặp vấn đề do tiền vệ Bồ Đào Nha quá tải. MU cần mua sắm như dưới thời Louis van Gaal. Nếu MU muốn tìm lại được sự coi trọng với tư cách một trong những câu lạc bộ có bóng đá hàng đầu nước Anh và châu lục, họ sẽ phải làm những gì từng làm dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal. Thuận lợi của Ole Gunnar Solskjaer là ông không phải giải quyết tương lai của Paul Pogba ngay trong lúc này. Nhưng khó khăn của nhà cầm quân người Na Uy là ông đang bị lôi kéo vào cơn giận dữ liên quan tới kế hoạch mang tên Super League của giới chủ MU. Ole Gunnar sắp từ chức, MU chấp nhận một hợp đồng tài trợ áo đấu không sinh lợi bằng thỏa thuận hiện có với Chevrolet. Các thương hiệu đã lạnh nhạt với việc tài trợ cho các câu lạc bộ Premier League sau phản ứng dữ dội về kế hoạch Super League. Giữa những biến động, theo tính toán khoa học, MU vẫn còn khả năng vô địch Premier League và có trận bán kết thứ 5 trong 15 tháng qua để chiến đấu. Nhưng trên thực tế, vị trí thứ 2 là khả thi hơn với MU ở Premier League và tồn tại ở đó mối đe dọa về mùa giải không danh hiệu thứ 6 trong 8 mùa qua. Huấn luyện viên Solskjaer coi giải đấu là thước đo thực sự cho sự phát triển của đội bóng của mình và dựa trên quỹ đạo đó, MU không còn cách nào khác ngoài việc phải vươn lên dẫn đầu ở mùa giải tới. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của họ vốn đã bị tổn hại do không giải quyết được tương lai của các cầu thủ chủ chốt, đại dịch Covid-19 đã trở nên trầm trọng hơn bởi sự khôn ngoan của nhà Glazer. Ngay bây giờ, ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục hỗ trợ cho tất cả các đội thủ của chúng tôi khi họ thúc đẩy thành tích tốt nhất có thể cho mùa giải. John Glazer viết trong bức thư xin lỗi gửi tới người hâm mộ sau biến cố Super League. Nhưng cho John Glazer có làm gì bây giờ đi nữa, nó cũng không tác động gì tới phong độ của MU. Sự hỗ trợ chỉ sẽ đến ở thị trường chuyển nhượng mùa hè này, nơi mà nhà Glazer có thể cho thấy họ có thiện chí hay không. MU cần 6 bàn hợp đồng nếu được đáp ứng yêu cầu mua tất cả các mục tiêu nhằm tập hợp một đội hình có khả năng lật đổ Man City mùa tới. MU đã không làm được điều đó kể từ mùa hè thứ 2 của huấn luyện viên Louis van Gaal vào năm 2015 khi họ mua 6 tân binh. MU cần phải bán để ký một nửa số cầu thủ đó. David De Gea, Paul Pogba, Jesse Lingard có thể giúp MU kiếm được số tiền cao nhất khoảng 150 triệu bảng. MU nhiều khả năng sẽ kết thúc quan hệ với Edinson Cavani và chia tay Juan Mata vào cuối tháng 6 khi hợp đồng đôi bên hết hạn. MU cũng có thể tiết kiệm 2 triệu bảng ngân sách tiền lương nếu điền tên 4 thủ môn của họ vào danh sách thanh lý. Sergio Romero và Jose Pereira sẽ rời đi. Lloren, 38 tuổi, đã là huấn luyện viên. Nathan Bishop, cầu thủ 21 tuổi được trao 2 bàn hợp đồng, nhưng trận đấu cạnh tranh gần nhất tham gia là cách đây 18 tháng, không thể dự bị cho Henderson. Rafael Varane, trung vệ MU có thể mua với giá 60 triệu bảng, là đối tác hoàn hảo cho Harry Maguire. Alex Telles đã kích động Luxor và MU đã liên hệ với Kieran Trippier hồi tháng riêng với hy vọng sẽ phát huy tối đa tiềm lực của Wan-Bissaka. Trong đợt tập trung tuyển Anh, Declan Rice đã hỏi Harry Maguire và Luxor về cuộc sống ở Manchester. Rice là mục tiêu MU đã theo dõi từ 3 kỳ chuyển nhượng đã qua để dự phòng cho nguy cơ mất Paul Pogba. Nếu có người mua Pogba, MU sẽ phải bán anh thay vì mất trắng trong mùa giải tới. Pogba và người đại diện Minamino tới giờ cho thấy họ chưa hề sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận mới.
Bên cạnh đó, MU không loại trừ khả năng theo đuổi Jadon Sancho, mục tiêu Dortmund sẵn sàng bán. Trong khi huấn luyện viên Solskjaer và giám đốc bóng đá German Top đồng ý rằng Erling Haaland là một số 9 lý tưởng. Chỉ riêng Ray, Sancho và Haaland đã tiêu tốn không ít ngân sách và MU chưa bao giờ vượt qua mức chi tiêu 150 triệu bảng trong một mùa hè để có được những bản hợp đồng lâu dài. MU ưu tiên 3 cầu thủ và nếu đúng như vậy thì đó phải là một trung vệ, một tiền vệ và một tiền đạo. Họ sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn tại Carrington. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!